Mới đây, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang CIC và Công ty Bất động sản Đảo Vàng GIS đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Royal Streamy Village. Dự án với quy mô 87 nhà phố thương mại và 75 căn biệt thự tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tọa lạc tại ấp Bún Gội, xã Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang, Royal Streamy Village là một trong những dự án biệt thự nghỉ dưỡng mới nhất tại đảo Ngọc. Với diện tích lên đến hơn 73.000 m2, dự án cung cấp 87 nhà phố thương mại và 75 căn biệt thự, đáp ứng khá đa dạng nhu cầu sinh sống và nghỉ dưỡng của cư dân. Tận dụng lợi thế được bao bọc bởi hai ngọn núi Khu Tượng và Ông Lan, cùng con suối tự nhiên chảy xuyên qua dự án, khu biệt thự thừa hưởng phong cảnh thiên nhiên hữu tình cùng bầu không khí trong lành của núi rừng hoang sơ. Tận dụng lợi thế này, các kiến trúc sư của hãng Ong & Ong Singapore đã kiến tạo nên những ngôi biệt thự mang phong cách lãng mạn cổ điển châu Âu. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Ngọc Tiền, tổng giám đốc công ty GIS cho biết, buổi lễ là lời cam kết của các chủ đầu tư về tiến độ và chất lượng dự án. Dự án Roger Tremis Village là dự án mà chúng tôi đặt nhiều cái tâm đắc háo hức để triển khai xây dựng. Trước đây chúng tôi đầu tư và phát triển thì thường chúng tôi không được trọn vẹn cả dự án vì số lượng dự án diện tích quá lớn. Nó có thể lên tới 70-80 hectare của các chủ tập đoàn khác từ Hà Nội. Tuy nhiên lần này thì tôi luôn luôn đồng hành xuyên suốt cùng tập đoàn CC và đây dự án gọi là dự án mà tôi đặt hết cả tình yêu của mình và tình yêu Phú Quốc và tình yêu của tập đoàn CC đã tin tưởng giao cho tôi và tôi tin chắc rằng dự án chúng tôi sẽ triển khai thật là nhanh vào dự kiến vào quý 3 năm 2019 thì sẽ hoàn thiện và chúng tôi sẽ đưa vào hoạt động. Nhân sự kiện này, chủ đầu tư tập đoàn CIC cùng với công ty GIS cũng tổ chức trao tặng hơn 300 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cửa Dương, Phú Quốc. Chương trình từ thiện này dự kiến sẽ được thực hiện hàng năm như một nỗ lực đóng góp của chủ đầu tư hướng tới xây dựng một đảo Ngọc Phú Quốc tốt đẹp hơn.